cấp trên màn cũng đảm bảo thời gian vừa nhanh đẹp. Các cháu có quan sát thấy được không? Được. Hôm nay đi lên gì đấy đi. Các cháu quan sát từng động tác của các chú bộ đội rất tỉ mỉ, nhưng mà phải đảm bảo thời gian trong buổi sáng, rất nhiều công việc trong buổi sáng. Bây giờ là đến động tác là vút chân, đó là mơ gấp đầu tiên thôi. Bây giờ đến động tác vút chân, động tác này là yêu cầu là phải tỉ mỉ. Rồi các cháu đã quan sát xong thấy các chú bộ đội gấp chăn buổi sáng xong chưa? Rồi thì các cháu sau thế này, khi đi đồng đi trải nghiệm, đồng đi học tập thì buổi sáng dậy cũng phải gấp cũng phải cố gắng là phải đẹp đẹp như các chú bộ đội, được chưa? Rồi được rồi, bây giờ cháu cầm cái gối. Chú sẽ qua cái gối này cho các cháu biết này. Các chú tất cả khi mà đi hành công là từ chăn, chiếc ba lô, các chú phải bỏ hết vào trong ba lô. Cái gối hơi này có tác dụng là vừa gối, nhưng mà khi mà các chú mà xả hơi ra thì nó là rất là nhỏ. Cháu làm động tác xả cái hơi hết ra, bóp lại cho cái gối nó nhỏ. Mở cái các cháu thấy chưa? Đó là khi các chú mà hành quân là các chú bóp bẹp cái gối hơi này lại, rồi các chú để vào trong ba lô. Còn khi mà đến vị trí rồi các chú mở ra rồi lại để ra là cái gối hơi này nó lại tự động nó đẩy hơi lại. Các cháu quan sát thấy chưa? Rồi các cháu quan sát rồi thì bây giờ các cháu sẽ đi vòng bên này. Các cháu đi ra thăm cái khu chăn nuôi của các chú bộ đội. Các cháu đi